Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức hơn 47.000 đô la, giá không biến động quá mạnh. Mặc dù SEC Hoa Kỳ đã chính thức phê duyệt các đơn đăng ký Bitcoin ETF Spot, Darin Feinstein, giám đốc điều hành của Core Scientific dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ tăng vô thời hạn khi số cái bất biến của nó trở thành nền tảng của nền văn minh hiện đại. Tính bất biến của mạng Bitcoin có nghĩa là không ai có thể thay đổi điều gì khi nó trở thành ứng cử viên cho tất cả các sản phẩm tài chính trong tương lai. Feinstein dựa trên dự đoán tăng giá của mình về việc Bitcoin sẽ tăng cao hơn mức 200 lần của ông từ năm 2012. Ông đã mua Bitcoin khi nó có giá 50 đô la, dẫn đến mức tăng 900 lần ở mức giá ngày nay. Feinstein nói rằng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng giá trong suốt quãng đời còn lại của bạn. Ông dự đoán mức tăng 200 lần nữa trong thập kỷ tới. Sổ cái bất biến của Bitcoin là một điều kỳ diệu về kế toán. Tính bất biến của nó có nghĩa là không ai có thể thay đổi được lịch sử. Trước đây, mọi người có thể sửa đổi hồ sơ kế toán để thay đổi cách ghi nhớ các sự kiện. Feinstein nhận xét rằng nếu không kiểm tra, những hồ sơ này có thể bị sửa đổi và gian lận. Ý tưởng của Satoshi Nakamoto khiến Bitcoin không thể quay ngược thời gian để thay đổi các giao dịch trong quá khứ. Lợi ích này đặc biệt phù hợp với sự gia tăng của các loại tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, nơi những người bất đồng chính kiến có thể bị buộc tội vì các giao dịch trái phép. Trên thực tế, mạng Bitcoin có thể kiểm tra và không thể bị thay đổi bởi bất kỳ ai muốn lừa đảo. Mỗi giao dịch có một bên ghi nợ và một bên tín dụng được blockchain chứng kiến và ghi lại. Đây là điểm vượt trội của Bitcoin so với hệ thống tài chính truyền thống. Trong một thông báo vào ngày 11 tháng 1, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã xác nhận sự chấp thuận của cơ quan đối với tất cả 11 đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay. Sự chấp thuận được chờ đợi từ lâu đã dẫn đến sự gia tăng hoạt động giao dịch ETH trong 24 giờ qua. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, với mức tăng trưởng 80% về khối lượng giao dịch trong thời gian đó, giá của nó đã tăng 10%. Biến động giá của ETH được quan sát trên biểu đồ đã xác nhận sự gia tăng trong tiêu lũy tiền xu với các chỉ báo động lượng chính được chốt ở mức cao quá mua. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI của ETH là 71,54, trong khi chỉ số dòng tiền MFI là 61,67. Tuy nhiên, sự tăng giá đã dẫn đến sự biến động dần dần của thị trường. Theo kết quả của chỉ báo Bollinger Band của ETH, các khoảng trống trên và dưới bao gồm chỉ báo này đang bắt đầu mở rộng. Khi những khoảng trống này mở rộng, nó cho thấy sự gia tăng biến động. Điều này thường có nghĩa là giá của một tài sản đang có sự dao động lớn hơn bình thường. Theo CryptoQuant, thị trường phái sinh của Ethereum đã chứng kiến sự đột biến mạnh mẽ trong những ngày gần đây, với lãi suất mở đạt mức cao nhất trong nhiều tuần. Hiện tại, lãi suất mở của ETH trên tất cả các sàn giao dịch là 6,4 tỷ đô la, tăng 15% kể từ khi bài đăng sai lệch về việc Bitcoin ETF được phê duyệt vào ngày 9 tháng 1. Khi lãi suất mở của một tài sản tăng lên, điều đó cho thấy có nhiều hoạt động hơn trên thị trường phái sinh đối với đồng tiền đó. Có thể là có nhiều người tham gia hoặc thoát khỏi vị thế, phòng ngừa rủi ro khi đặt cược hoặc suy đoán về giá. Nếu lãi suất mở tăng khiến giá tăng tương ứng, điều đó cho thấy tiền mới đang tràn vào thị trường, có khả năng đẩy giá lên cao hơn. Đây là trường hợp của ETH. Giá trị của nó tăng 2 chữ số kể từ ngày 9 tháng 1. Đánh giá về tỷ lệ tài trợ của đồng xu trên các sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh đã xác nhận xu hướng tăng giá này. Kể từ khi lãi suất mở bắt đầu tăng, tỷ lệ tài trợ của ETH đã ở mức tích cực. Điều này cho thấy rằng hầu hết các vị thế giao dịch được mở kể từ ngày 9 tháng 1 đều có lợi trong việc tiếp tục tăng giá. Và thông tin cuối cùng, XRP vượt qua các mức kháng cự quan trọng, báo hiệu khả năng gia nhập thị trường tăng giá. Nhờ sự gia tăng vốn hóa được chờ đợi từ lâu, XRP đã vượt qua các ngưỡng kháng cự do đường trung bình động hàm mũ EM50 và EM100 trên biểu đồ ngày tạo thành. Bước đột phá này xuất hiện ngay sau cây nến xanh lớn đầu tiên được quan sát kể từ đầu năm, vẽ ra một bức tranh đầy hy vọng cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch, những người đang dự đoán sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường. Sự gia tăng giá trị của XRP không phải là ngẫu nhiên. Sau sự chấp thuận của Bitcoin ETF, điều này đã có tác động lan tỏa đến giá trị của các altcoin. Việc XRP vượt qua đường EM50 là điều đặc biệt đáng chú ý. Sự kiện kỹ thuật này thường được hiểu là tín hiệu cho thấy tài sản đang chuẩn bị cho một động thái đi lên bền vững, vì đường EMA50 đóng vai trò là chỉ báo chính để xác định những thay đổi trong xu hướng cục bộ. Việc đóng cửa quyết định trên mức này có thể thu hút nhiều áp lực mua hơn, vì nó thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác nhận sự bắt đầu của giai đoạn tăng giá. Nếu XRP duy trì vị trí của mình trên đường EMA50, kịch bản tăng trưởng ngày càng có nhiều khả năng xảy ra. Kịch bản này sẽ được củng cố bởi sự phá vỡ của tài sản trên đường EMA100. Theo truyền thống, đường này đóng vai trò xác nhận sự lạc quan của thị trường dài hạn. Sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật này cho thấy rằng chúng ta có thể đang đứng trước một đợt tăng giá đáng kể của XRP. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.